Chuyện ma kinh dị, đĩa CD. Tôi và bạn mình đang hợp tác làm một bộ phim ma ngắn. Nửa đêm không ngủ được nên tôi đến phòng làm việc để hoàn thành nốt những thứ cần thiết trong dự án. Tôi thấy một chiếc đĩa CD và bật nó lên. Ôi thật tuyệt vời, những tiếng rào rú rên rỉ ầu ơ du con ma quái rùng rợn phát ra qua tai nghe. Không ngờ thằng bạn tôi có thể sưu tập những âm thanh đáng sợ và sống động như thật đến thế. Qua 12 giờ, tôi cũng buồn ngủ và thiếp đi trên bàn. Sáng hôm sau thằng bạn kêu tôi dậy và hỏi, có thấy cái đĩa CD trắng đâu không? Tao đi chép âm thanh coi. Cái đĩa trắng, nó vẫn chưa chép âm thanh vào đĩa. Vậy cái thứ hôm qua tôi nghe là đéo gì?